Các bạn đang chuẩn bị làm nhà, các bạn đang tham khảo mẫu nhà, mái nhật hay tầng. Các bạn đang có một cái thửa đất khoảng hơn 10m, chiều sâu hơn 15m. Các bạn đang muốn thực hiện cho mình một mẫu nhà, mái nhật hay tầng. Thì đây là một cái video chia sẻ cái mẫu nhà, mái nhật hay tầng của nhà anh chị Thuận Hằng tại Triệu Sơn, Thanh Hóa. Thì hôm nay nhà đẹp ATZ rất vinh dự lại được chia sẻ đến cái mẫu nhà này đến quý bà con cô bác và quý anh chị để chúng ta tham khảo trước khi lựa chọn cho mình một cái mẫu nhà mái nhật hai tầng với phong cách hiện đại trẻ trung được chúng tôi thiết kế đã bàn giao cho gia chủ đang trong quá trình thi công. Còn bây giờ chúng ta hãy vào chi tiết của video nhà này để chúng ta tham khảo khám phá cái mẫu video này, mẫu nhà mái nhật này. Xin mời. Ngay sau khi tiếp nhận nhu cầu thiết kế từ phía gia đình, nhà đẹp ATZ đã đến tận nơi khảo sát hiện trạng khu đất, phong thủy, hướng đất, cũng như lắng nghe trực tiếp những tâm tư, nguyện vọng và yêu cầu của khách hàng để mang tới sự hài lòng nhất đối với ngôi nhà tương lai của chủ đầu tư. Sau quá trình tổng hợp lại những yêu cầu từ khách hàng, đội ngũ kỹ sư cũng như kiến trúc sư của nhà đẹp ATZ sẽ lên các phương án bố trí mặt bằng khả thi nhất, phù hợp với nhu cầu và đáp ứng được các yêu cầu công năng, cũng như phong thủy với chủ nhà. Khi đã thống nhất được phương án, chúng tôi sẽ tiến hành dựng phối cảnh 3D chi tiết công trình, chỉnh sửa theo yêu cầu cho tới khi khách hàng ưng ý nhất mới tiến hành hoàn thiện hồ sơ thiết kế. Một bộ hồ sơ thiết kế đầy đủ của chúng tôi sẽ bao gồm 4 phần: phong thủy, kiến trúc, kết cấu và điện nước. Trong đó, với mỗi bản vẽ kiến trúc 2D sẽ đi kèm với một hình ảnh 3D để khách hàng dễ hiểu và nắm bắt công trình nhà mình. Hay các bác thợ lần đầu làm quen với bản vẽ thiết kế cũng sẽ đọc hiểu dễ dàng, không ảnh hưởng đến tiến độ thi công. Ngôi nhà của anh Thuận được bố trí bao gồm một phòng khách, một phòng thờ, 3 phòng ngủ, một phòng bếp kết hợp phòng ăn, một phòng sinh hoạt chung và 2 khu vệ sinh chung. Hình khối kiến trúc của công trình được phân chia rõ ràng tạo sự bề thế, chắc chắn cho ngoại thất ngôi nhà. Không sử dụng các chi tiết, hoa văn trang trí cầu kỳ nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp sang trọng, bề thế nhờ vào cách tạo hình, phối màu và vật liệu hoàn thiện. Các khối kiến trúc được tạo hình vuông vắn, điểm nhấn bằng các đường gờ vào xung quanh nhà, các mảng tường nhấn nhá ốp gạch thề inox, ốp gỗ nhựa composite. Tất cả hòa quyện tạo thành bức tranh đẹp mắt, thu hút mọi ánh nhìn. Hệ mái nhật đang dần trở thành xu thế được nhiều gia chủ lựa chọn thời gian gần đây. Với mẫu mã, kiểu dáng, màu sắc đa dạng, hơn nữa, độ dốc vừa phải, đủ để thoát nước mưa, tạo hình khối mái cân bằng, đều và đẹp. Chính những yếu tố trên đã giúp hệ mái nhật khẳng định được vị thế của mình trong xây dựng nhà dân dụng hiện nay. Và tiếp theo đây chúng ta hãy vào các cái công năng chúng tôi phân tích bố trí hợp lý về phòng ngủ, phòng thờ, phòng khách. Mẫu nhà này là phòng thờ dưới tầng 1, các cái phòng sinh hoạt chức năng ở tầng 2, tầng 1 cũng có phòng ngủ, cũng có bếp ăn. Và chúng tôi xem chúng tôi bố trí phòng thờ nó có hợp lý tại tầng 1 không nhé. Xin mời. Thank you.
khi bố trí mặt bằng công năng, ngoài tiêu chí khoa học, tiện nghi, đáp ứng đầy đủ nhu cầu sử dụng, chúng tôi còn bố trí dựa trên phong thủy của trạch chủ. Gia chủ sinh năm Nhâm Thân, mệnh Kim, thuộc cung Cấn, Tây tứ mệnh. Qua đó xác định 4 hướng tốt và 4 hướng xấu của trạch chủ để bố trí phòng khách, bếp, phòng ngủ, phòng thờ, sao cho hài hòa và đúng với phong thủy của trạch chủ. Trên màn hình của quý vị bây giờ là mô hình 3D, mô phỏng mặt bằng công năng tầng 1. Công trình được xây dựng với 8,5m chiều rộng và 14,1m chiều sâu. Hầu như toàn bộ không gian của tầng 1 được dùng làm khu vực sinh hoạt chung của cả gia đình, bao gồm phòng khách, bếp ăn. Phòng khách có diện tích khá rộng 25,5m². Trong một ngôi nhà, phòng khách là khu vực sinh hoạt chủ yếu của cả gia đình, cũng là nơi tiếp đón khi có khách đến chơi. Chính vì vậy, phòng khách sẽ đại diện cho bộ mặt, cũng như vị thế, tính cách của gia chủ. Với thiết kế này, gia chủ lựa chọn bố trí phòng thờ ở tầng 1 tại vị trí tọa cát hướng cát với gia đình các bạn. Nếu không thể bố trí bàn thờ tại vị trí này, thì cũng có thể bố trí tại vị trí tọa hung hướng cát, tùy thuộc vào điều kiện thực tế để bố trí nhà các bạn. Khi bố trí khu vực thờ cúng ở tầng 1, có một số điểm lưu ý mà chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn. Thứ nhất, về vị trí đặt bàn thờ, nên đặt ở vị trí tọa cát hướng cát hoặc tọa hung hướng cát theo hướng tốt của trạch chủ, như chúng tôi đã chia sẻ ở trên. Thứ hai là nên kê bàn thờ hở ra một khoảng trống so với tường, không nên kê quá sát vào tường, như vậy được coi là đảm bảo được vận mệnh của con cháu các đời sau. Thứ ba, tại khu vực phía trên bàn thờ ở các tầng trên, không được bố trí phòng ngủ, kê giường ngủ hay khu vệ sinh. Khu bếp nấu kết hợp phòng ăn có diện tích 18,5m², bếp nấu được đặt tại vị trí tọa hung hướng cát. Các khu vực sinh hoạt chung trong nhà được bố trí thông không tường ngăn, bố trí tích hợp không gian 3:1. Với cách bố trí này, không gian trong nhà được mở rộng đáng kể, tạo cảm giác rộng rãi hơn so với diện tích thực tế. Phòng ngủ duy nhất ở tầng 1 có diện tích 15,4m². Hai phòng ngủ trên tầng 2 có diện tích lần lượt là 15,4m² và 15,7m². Các phòng ngủ đều được bố trí các ô cửa sổ, mở về các bên để lấy gió ngoài, không khí trong phòng luôn thông thoáng, thay mới mỗi ngày. Tạo sự thư thái, thoải mái cho việc nghỉ ngơi, tái tạo sức lao động cho tất cả mọi người trong nhà. Điểm lưu ý khi bố trí phòng ngủ chính là đầu giường các phòng phải tọa vào vị trí tĩnh lặng, phía sau đầu giường ít động nhất, để khi mình ngủ, không hay bị giật mình, không tốt cho sức khỏe. Khi ngủ, đầu hướng phía cửa sổ, đón gió mát sức khỏe sẽ tốt hơn. Với các nhà không bố trí được như vậy, tối thiểu cửa sổ sẽ được bố trí bên hông giường. Đặc biệt là vị trí giường của trạch chủ, chúng tôi bố trí tọa hung hướng cát, theo hướng tốt của trạch chủ. Một trong những điểm cộng tiếp theo trong thiết kế này là có đủ không gian để bố trí một phòng sinh hoạt chung có diện tích 15,3m². Sau này, khi số thành viên trong nhà tăng lên, có thể thay đổi công năng phòng này thành một phòng ngủ nữa vẫn thoải mái. Khi trong nhà có thêm phòng sinh hoạt chung như vậy, sẽ tăng thêm không gian sinh hoạt chung cho mọi người, giúp gắn kết tình cảm gia đình, mọi người trong nhà gần gũi với nhau hơn. Khu vệ sinh chung của tầng 2 được bố trí cùng vị trí với khu vệ sinh ở tầng 1. Có một số điểm lưu ý mà chúng tôi muốn chia sẻ đến quý vị về vị trí các khu vệ sinh ở tầng trên. Chúng ta nên cân nhắc và xem xét kỹ lưỡng khi chọn vị trí đặt nhé, sao cho vừa thuận tiện trong quá trình sử dụng mà vẫn đảm bảo yếu tố phong thủy. Khu vệ sinh ở tầng trên cần tránh đặt trên vị trí bếp nấu, trên giường ngủ hay trên phòng thờ nếu chúng ta bố trí phòng thờ ở tầng dưới. Tốt nhất, chúng ta bố trí các khu vệ sinh chồng lên nhau là đảm bảo nhất ạ. Và thế là chúng ta đã đi hết được cái video này rồi. Thì mọi người nếu có bất kỳ những thắc mắc nào liên quan đến cái mẫu nhà này hoặc là bất kỳ cái mẫu nhà nào, các bạn hãy kết nối với chúng tôi qua hình thức Zalo, điện thoại để chúng ta tư vấn với nhau, tương tác với nhau để chúng ta có một cái cách làm việc nó chi tiết, chúng ta chuẩn bị được cái một cái ngôi nhà thiết kế đầy đủ các cái chức năng, kết cấu điện nước,
các cái chi tiết cửa cho thợ mộc, các cái kiến trúc, các cái phào chỉ chúng tôi để thiết kế rất là chi tiết để chúng ta thực hiện một cách trơn tru, xuyên suốt. Công tác chuẩn bị rất là quan trọng trong công tác quá trình làm nhà. Vậy mọi người hãy liên hệ và đừng quên nhấn like, nhấn đăng ký để ủng hộ kênh Nhà Đẹp luôn luôn chia sẻ các cái mẫu nhà mới mà các cái kinh nghiệm thi công cũng như là các cái thắc mắc mà mọi người đang trong quá trình chuẩn bị làm nhà đặt ra để gửi đến chúng tôi sẽ luôn chia sẻ tư vấn nhiệt tình. Hãy comment xuống bên dưới hoặc nhấn đăng ký để nhận được những cái video mới nhất mà chúng tôi đã lên. Còn bây giờ, xin chào. Thank you.